Làm cái gì vậy? Chuyện tôi hô hấp nhân tạo ở Saipan đã bị chụp lại rồi sao? Cái gì? Những trò đó đều miễn phí hả? Không cần phải trả tiền sao? Misu là miễn phí đó. Gia đình yêu thương phát sóng lúc 21:30 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV.